To thế. Ui, cua, 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 cua. Ui, nắm thế. Ui, ui, ui. Em biết ngay mà Hai ở đây. con to Ui, kìa. hai con. Ui. Ui, nhiều thế. Ui. Nhiều nhờ. Nó dính vào đây. Nó dính nhìn thích không này? Ừ, ui, to thế. Hai con cua này to hơn hai con cua lúc hôm nọ mình ấy. Đây này. Nhờ. Lại con cua đá nữa này. Ui, con cua này càng đỏ nhờ. Đấy, sướng chưa? Con cua đây, con này mới to này, con này nhiều thịt lắm. Con em tới, ui, con em tưởng hai con, em tưởng hai con cơ. Đây này, đây này. Em tưởng hai con. Đây là con tới này mới to. Cẩn thận rơi đấy. Đấy, em bắt nét vào cho bạn xem. Toàn cua càng khủng thôi, thấy chưa? Yo, what's up anh em, chào mừng em đến với lại vlog nha. Anh em ơi, anh em ăn ổi không? Cái cây ổi này nhà mình rất đậm buồn cười nhá anh em ơi. Mặc dù cái núm đít này nó chưa rụng luôn. Anh em nhìn này, bà coi cho bà xem này. Cái núm đít chưa rụng mà ổi đã chín rồi. Ngon. Ok, hôm nay là một ngày cũng đẹp trời hơn với cả một tuần trước. Tại vì một tuần vừa rồi là thời tiết là mưa rất là khủng khiếp luôn anh em, mưa suốt ngày luôn. Mình không thể nào đi quay cho anh em xem được. Rồi thì đêm hôm qua thì mưa khá là to, mưa cực kỳ to luôn anh em ạ. Mưa gọi là nước, gọi là lênh láng luôn. Thì mưa xong thì chờ quang quang được một chút thì mình rủ bà còi hôm nay đi làm video đi bắt cá nha anh em. Hôm nay dụng cụ bắt cá của mình có hai thứ đó chính là bà cái này là gì nhỉ? Lưới này. Giải lưới này. Rồi là cái chỗ này là cái vo đánh tép. Thì hôm nay là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ dùng cái vo đánh tép này mình đi cào trước đã, cào được xem có không. Còn nếu không có thì mình sẽ giải lưới và để qua đêm. Để qua đêm để vào sáng ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thu hoạch để xem là cái máng này có nhiều cám như anh em ơi. Đây, giới thiệu với anh em. Đây. Cái khu này. Khu này ngày xưa là toàn là bỏ hoang hết anh em ạ. Toàn bộ khu này bỏ hoang không ai cấy cả, xong là những cái máng này toàn là những cái máng cổ thôi. Đấy, cá ở bên trong đọng rất là nhiều. Và sau một thời gian thì bây giờ là hợp tác xã có cho một cái đơn vị nào đó thuê lại rồi. Thì bây giờ người ta sẽ cấy lại này, người ta cấy lại xong người ta lạo vét hết lại máng lên. Thì bây giờ máng nó rất là sâu, rất là sạch. Đó, thì hôm vừa rồi mình còn thấy cả máy bay trực thăng kiểu máy bay không người lái nó đi phun thuốc sâu đây luôn hả? Đấy, hôm nay em không ra, ở đây là máy bay phun thuốc sâu luôn. Dùng máy bay để phun thuốc sâu luôn, kinh khủng không? Đấy, cái đơn vị này là họ làm kiểu làm nông nghiệp theo kiểu 4.0 đấy anh em ơi. Ok thôi, bây giờ không lên thuyền nữa thì bây giờ mời anh em cùng mình đi bắt cá nhá. Thì mình sẽ chọn cái rãnh này hoặc rãnh trên, rãnh này đi. Mình sẽ đi cào trước, sau đó nếu mà không có thì mình sẽ tí nữa mình sẽ đi giải lưới và để xem là ngày mai thì chúng ta sẽ được thành phẩm như nào nhá anh em ơi. Anh cào thế để cào là cái gì? Hả? Cào bèo à? Cào cá. Nói chung là cào này. Ồ, nhiều phết nhỉ? Em bảo không có à? Bà còi tàu lao. Anh em ơi. Có nhá. Trước tiên là thấy một con nhện rất là to rồi. Nhện á? Ui, ốc nhiều thế. Ai bảo không có, cào phát đầu tiên con luôn này anh em ơi. Mang gì đi được à? Đây này anh em ơi. Đấy. Cá xịt cờ. Hai con cá xịt cờ, cả cua con này. Ê, bắt cua con về nuôi này nhỉ. Ui, toàn cua con thôi. Ui, nhiều lắm. Ui, 2-3 con cua con liền. Ui. Phí đấy. Đây này anh em ơi. Đấy, đâu ai bảo là không có cá. Ba còi bảo tào lao. Đấy, vừa cào được khoảng 2 mét thôi là đã có cá rồi. Cái túi. Bình thế, bình ăn tươi ổi. Đâu, ổi ăn thế thôi. Đi à? Đi. Nào, mình sẽ cào hết đoạn này nhá. Xong đó là mình sẽ giải lưới. Nếu mà cào chỗ này rồi thì mình sẽ giải lưới máng bên cạnh. Máng bên cạnh cũng khá là to. Đi. Cua con nhiều lắm em ạ. Vậy nhặt đi. Không, nó nhỏ tí à. Không có. Toàn mấy cái con kiểu cá cuông với cả cái con. À, đây quay cho các bạn xem, quay hỏi các bạn con này con gì. Nhiều thế. Toàn những con kiểu cá cuông kiểu này thôi. Có khả năng em biết đấy. Em biết đâu? Biết. Đâu? Đợi tí để anh bắt nào. Nó hay rút, nó rút ở trong bèo.
Đây, nhện. Nhện. Không phải, con khác cơ. Đây, em bắt nét vào, chạm vào cho bắt nét cho quả xem. Này giống như con bọ xít nhỉ? Giống con bọ xít đấy. Ừ. Anh em ơi, con này là con gì anh em ơi? Nếu mà các bạn biết con này con gì có thể comment phía dưới nhá. Con này mình nghĩ là kiểu dạng nó là kiểu dạng là một cái con bọ nước. Một dòng bọ nhà kiểu dạng bọ nhà nước ấy nhỉ. Ôi. Nào. Để xem cái đống beo này được cái gì nào. Ừ, con dừa này. Beo toàn nhiều, toàn beo là nhiều đấy. Xong đấy, toàn những con bọ nước này, nhện này. Đấy lại cá này. Lại được con cá xít cờ này. Cái này nghe phải nhiều cá xít cờ nhỉ. Đấy. Đấy toàn những con ui cua con này. Đấy, toàn những con bọ nước thôi. Nhiều cua con đấy đâu nhặt đi để nuôi. Tí nữa nếu mà được nhiều thì nhặt về nuôi. Nhặt đầy luôn này. Đấy. Đầy luôn này. Bao nhiêu cua con này sẽ sinh nhỉ? Đấy, cua con. Ui, nhiều thế. À, cả một chiếc dép này. Dép của anh không? Dép anh gì ở đây? Mấy con bọ nước nhiều thế. Hết rồi. Không được con gì. Ui, bọ nước nhiều thế. Ơ, hai con cá, ba con cá. Ba con cá. Ừ, ba con. Ngon. Em thấy chưa? Cá xít cờ đấy. Nhện, nhện to nhỉ? Dưới này nhiều nhện nhỉ? Ừ, nhện nước, con này nhện nước. Thôi được rồi, cả con đĩa này. Ôi, đĩa này. Kinh thế. Ui. Mùa này vẫn còn đĩa cơ. Sao không có? Tối ghê nhỉ. Cứ để trong... anh vứt đĩa đi. Kệ đâu, cứ để trong đấy thôi. Thôi, kinh lắm. Ok, cứ để đây, anh em múc phát này. Múc phát này. Để múc từ đây đi. Cái này ngon hơn. Rồi. Ấy, anh lại thấy cua đấy. Đầy. Thế này anh em ơi. Không biết. Ui, cua to. Cua to. Cua khủng luôn em ạ. Ui. Đâu? Đây, anh nhìn thấy rồi. Anh em ơi, không biết là ngày xưa anh em có từng mà đi vặt bèo, kiểu đi sục bèo này để bắt cua không? Ngày xưa những cái ao muống ấy, những cái ao mà kiểu ao bỏ hoang mà có những cái bờ muống ấy là bọn mình hay đi kiểu cầm cái rổ này, sục vào bên trong này xong rũ phát xong là rũ ra đầy cua luôn. Nhưng bây giờ thì cua ít rồi, bây giờ mấy cái mùa kiểu như là thuốc sâu rồi ô nhiễm môi trường rồi cua bây giờ nó ít rồi. Ngày xưa nhiều lắm. Đấy vừa mình nhìn thấy con cua to đâu nhỉ? Đây thấy chưa? Đây. Một con ui, cua đẻ. Nhiều trứng nhỉ? Ui cua đẻ này em ơi, con tuyệt vời luôn này. Ê con này nhiều cua. Yeah. Thành công. Đây con này mang về nuôi. Nhanh thả con này đi. Mang về nuôi. Thả đi. Ok. Đấy, ngon còn đấy, còn ngon đấy. Cua con nữa mà. Đây này trong đây đầy cua con này. Hay anh cứ vứt vào trong đấy thôi. Ừ, cứ vứt đây thôi. Ok anh em ơi. Thế thành công rồi, bắt được cái con cua này mang về nuôi là cực kỳ nhiều cua con luôn. Đó. Đây này, em quay kỹ cho mọi người xem. Đây này, anh em ơi, cua đẻ này. Nhiều. Đây, em quay gần cho bạn xem. Đấy, nhiều chạm con cua con đấy ra nhỉ? Đấy, anh em thấy chưa? Cua con này. Nhiều nhờ. Đấy. Nhiều thế. Cua đẻ đấy. Con này là mình mang về nuôi là sẽ được rất là nhiều cua con. Cua mẹ đấy. Anh vứt con đỉa đi đi. Hả? Anh vứt con đỉa đi. Con đỉa vứt ra rồi. Đâu? Vừa em thấy em vứt đâu? Vứt rồi. Đâu? Anh vừa vứt lần thứ hai anh vứt ra rồi. Em chưa thấy. Anh nhặt ra em làm sao biết được? Đấy, được rồi. Trong đây còn đầy những con cua con nữa này. Đấy, thấy chưa? Cua con này, đấy, bò lùng của đây là những con bọ xít. Ok. Mình sẽ đi kiếm cái gì để đựng cái con cua mẹ này về mình phải mang về nuôi. Đựng vào trong đấy luôn. Đựng đây không được. Đi em ơi. À, bây giờ là mình sẽ kiếm cái để đựng đây xong là mình sẽ đi giải lưới nha em ơi. Trời cũng bắt đầu lên gió, khả năng là sắp mưa đấy. Mình sẽ giải lưới và để qua đêm. Ok, anh em theo chân mình nhá. Thấy chưa? Chưa. Đâu. Nó đang chui trong đây, nhìn thấy cái đuôi của nó chưa? Nhìn cái đuôi chưa? Đây em đứng bên kia. Nó đang chui vào hang, Đây. Đang chui vào hang. Đâu, chẳng nhìn thấy nhỉ. Đấy là cái đuôi nó đây này. Thấy chưa? Được chưa? Anh định bước. Thấy. Ghê thế. Con rắn đấy. Ôi. Chui đâu? Đây. Nó vào đây. Vào đây. Thôi con này nhỏ thôi ta. To là mình thịt luôn đấy. Thôi đi. Anh em ơi bây giờ mình sẽ đi giải lưới nhá. Ok xong. Rồi anh em ơi. Thì có lẽ bây giờ là
Ui. Ok anh em ơi, mình giải lưới xong rồi nhá. Thì có lẽ bây giờ mình sẽ để đây để qua đêm. Trời chuẩn bị mưa rồi. Đấy, giải xong bây giờ ngứa đấy. Thì sẽ để đây qua đêm và đến ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ra để xem thành quả đấy sẽ được cái gì nhá. Anh em hãy like video, chia sẻ video để cho ngày mai mình sẽ gặp nhiều may mắn đi. Đây nó chỉ được khoảng độ khoảng chục mét thôi. Lưới này nó hơi ngắn. Không sao. Ok anh em hãy đón chờ nhá. Hy vọng là mai sẽ trúng một con trê hoặc là con cá chuối. Ok. Thôi, bây giờ mình sẽ phải đi về đây. Ok anh em ơi, và hôm nay là sáng hôm sau rồi. Buổi sáng sớm nay là cũng có một trận mưa gọi là lịch sử anh em ạ. Kiểu dạng thời tiết bây giờ gần đây nó mưa nhiều dã man luôn anh em ơi. Đấy, hôm qua cũng mưa một phát kinh khủng, hôm nay mưa một phát kinh khủng đây anh em có thể nhìn. Nước về rất là nhiều. Đấy thì mình có đặt cái lưới của mình ở đây thì bây giờ mình sẽ đi nhấc để xem nó có được con gì không nha anh em ơi. Ok. Nào anh em theo mình nha. Để đây rất đây luôn. Rồi, bên này hay bên kia nhỉ? Bên này nhỉ? Bên này. Đúng bên này. Bên kia là cào cua bên kia xong bên này là giải lưới mà đúng không nhỉ? Ừ. Đây lưới của mình đi rồi. Chỉ sợ bị ai lấy mất thôi. Đây hình như lưới của mình có chìm nha anh em ơi. Đây. Yeah. Ok để xem ạ. À. Cua em biết ngay rồi, à, biết ngay dính cua. Đầu tiên. Cua to nhỉ? Đầu tiên một con cua. Ôi, to thế. Cá kìa. Ôi con từ cá. Từ. Con cá lau kiếng kìa. Ơi, không mang gì đi được à? Ừ, lại quên không mang gì rồi. Thôi. Dạ, em thấy có vẻ nhiều ấy. Thu về xong tí về gỡ em ạ. Được không? Được không? Rụng mất. Được không sợ. Đây này em ơi. Cua to nhỉ? À, một con cua đá. Con cua to thế. Cua đá này ngon này anh em ơi. Này anh em ơi. Anh em có thể phân biệt các cái loại cua nhá. Đây này, em quay gần. Thận rơi đấy. Không, con này dính kinh lắm rồi. Con này dính không thể nào chạy được. Ừ. Đây này, con này cua to, con này con gì? Con đực. Ui, con cá này xinh như này. Đấy, con cá lau kiếng tí nữa đi xem. Đây này. Em nhìn này. Ừ. Đấy, cua đá đấy. Màu nó trắng trắng kiểu giống màu viên đá. Đấy. Giống như là con cua ở Đài Loan ấy. Ừ đấy. Cua bắt ở Đài Loan ở chỗ gạch đá. Đấy, con này dính này. Thôi nào, thu vào đây. Thu nhá. Cá nhiều. Ui, nhiều thế. Đấy, anh bảo là chỗ này kiểu gì cũng có mà. Sao anh biết? Hả? Sao anh biết? Cái máng này là máng. Con cá này nó ấy thông minh rồi, ấy khôn như này. Ui, nhưng mà đấy đều vậy. Mấy con cá lọc kiếng này dính vào hỏng hết lưới. Một nửa. Chắc là bây giờ cá mình phải gỡ tổng thể này xong là mình gỡ sau anh em ạ, chứ bây giờ mình không thể nào gỡ đây được. Ừ. Eo chứng tỏ đầu này nhiều cá. Ui. Rô ta nữa cơ. Rô ta này ơi. Nhiều phết nhờ. Mang về. Em ơi, rô ta ngon này. Đây này anh em ơi. Em đi lên quay cho bạn xem này. Đâu, ốc vàng luôn này. Con gì dính vào đây luôn nhỉ? Vàng này không lấy. Đấy, con rô ta đấy. Ui, con này to nhờ. Con này to thế. Ui, con rô ta ngon đấy. Ừ, thế ai bảo không ngon đâu. Chết đâu. Cái giống này nó khổ, nó sống hơi kém. Tại vì nó phải thở. Cái giống cái rô này nó phải thở. Thì nở đấy, nó vẫn dưới nước mà. Ui, con rô này em nấu riêu gì ạ? Nấu canh rau cải ngon cực kỳ luôn này. Chết cứng đơ luôn nhờ. Đúng rô đồng chính hiệu đấy. Thôi cứ ấy. Thôi cứ ấy về, mang về. Nguy hiểm đấy. Con rô phi vẫn sống. Con rô phi khả năng là mới vào. Rô phi nó sống lâu mà. Đấy anh em ơi. Ở cái đầu này nhiều nhờ. Anh nhờ. Nếu mà anh em thích thì đấy lại cua. Cua to kìa. Đấy lại con cua to tiếp. Dính như kiểu đi ấy cua biển đấy nhỉ. Ừ. Anh em ơi, nếu mà anh em thích thì anh em có thể comment ý tưởng để mình có thể bắt cái kiểu gì ở đây nhá. Đấy anh em có thể thấy là con có đấy. To thế. Ui cua. Ui nắm thế. Ui. Em biết ngay ở đây. Ui hai con. Ui nhiều thế. Ui. Nhiều nhờ. Nó dính vào này. Nó dính nhìn thích không này. Ừ. Ui to thế. Hai con cua này to hơn hai con cua lúc hôm nọ mình ấy. Đây này. Nhờ. Lại con cua đá nữa này. Ui con cua này càng đỏ rồi. Đấy, sướng chưa? Đây con này mới to này, con này nhiều thịt lắm. Em tưởng hai con cơ. Đây này. Em tưởng hai con. Đây là con tới này mới to này. Ừ. Cẩn thận rơi đấy. Đấy, em bắt nét vào cho bạn xem. Ừ. Toàn cua càng khủng thôi, thấy chưa? Nhờ. Sao cái mưa này cua to nhỉ? Con này, từ không sợ. Anh nhỉ? Không chạy đâu. Mương này cua to nhỉ? Những cái cầu, cái mương này là mương cổ rồi, hiểu không? Sao bây giờ? Nhưng mà mới đào còn gì? Nó là mương cổ, thì là nó có nước đọng lâu năm rồi, nhưng mà người ta mới đào lại để người ta vét, lão vét lại để cho nó ấy thôi. Đấy, lại cá chim đi kìa. Đâu? Nó phải lại vét lại để cho nước nó về đây để người ta chăn nuôi, để người ta trồng trọt đây này. Hiểu chưa? Ừ. Đấy, chứ ngày xưa là nó không sâu này đâu, ngày xưa nó chỉ lông tẹt ra. Nhưng người ta mới lão vét lại thì là nó tạo điều kiện để cho cá nó sinh sống. Đúng không? Ừ. Đấy, thì tạo điều kiện cho cá sinh sống thì tạo điều kiện cho mình săn bắt. Là những video hay cho anh em xem. Đấy, con này cá rô chắc vào từ hồi sớm này. Cua tiếp không ơi? Em nhìn thấy rồi. Đấy, đây phải không? Phải cua tiếp không? Có đúng không? Đấy. Ê, như ở trên kia con cá to hay sao ấy. Thế nó giật. Thì cứ ấy đi. Này. Cứ ấy lên đi. Hey, hôm nào lại thả tiếp. Đấy, đi. Lại cua này. Hai con cua này. Đấy, ui. Em bảo mà. Hai con cua càng nhiều, to nhờ. À? Nhiều. Đấy, đây này. Vẫn sống. Cua to nhỉ? Cái cua này dễ sống. À đây cua to nhỉ? Đây. Ôi, trên kia có con cá to thế. À, ở đây dính một con cá rô.
rô chết xong con cua này vào ăn thế vào ăn thì dính luôn. Đây này em lên đây quay cho bạn xem này. Ngu. Thấy chưa? Tham nam. Đây này một con cá rô nó vào vào hồi sớm này. Vào chiều hôm qua nó chết xong là nó thối ra xong là con cua này vào ăn thế là dính luôn. Cái con cá gì ấy? Đây là con cá xít. Cá kiểu như cá chấm nhỉ? À cá xít. Cá xít lai. Này con cá gì đấy? Con này. Ủa con này to thế mà chết nhỉ? Con này to này nó phá hết lưới phá của mình. Phá hỏng hết lưới rồi. Anh gỡ vứt đi luôn đi. Đây, những cái con lau kiếm này nó chuyên trị phá lưới của mình. Hết lưới chưa? Hết chưa? Ủa, vẫn còn lau kiếm nữa kìa. Ừ, nhiều thế. Cứ thu hết về rồi gỡ xong. Tí nữa mình về mình gỡ cho anh em xem nhé. Kiểu như ông não lên cá vậy. Ừ, đúng rồi, chuẩn ông não lên cá đấy. Nếu mà anh mà không bắt được con cá nào thì anh đúng là giống ông não lên cá và con cá vàng thật. Đúng rồi, được mỗi con cá lau kiếm. Những con này phải giết anh em ạ. Tại vì sao? Tại vì những cái con này là những cái con cá kiểu bên Trung Quốc nó thả sang bên ruộng mương nhà mình đấy, Việt Nam mình. Thì bây giờ là nó sẽ sinh sôi nảy nở rất là mạnh và rất là khó chết. Mà đặc biệt là con này nó đục hang rất là khủng khiếp. Thế nên là nó vào những cái ao cá của người dân Việt Nam mình là nó sẽ kiểu như là nó đục bờ, làm hỏng bờ ấy anh em ơi. Nhưng mà những cái con này nó đẻ rất là kinh khủng luôn. Đấy, thế nên là những con này phải giết. Vấn đề là giết như thế nào đây? Không chết. Con này nó sống nó dai đấy à? Con này người nó rất là chắc kiểu. Dày. Người nó dày chắc. Thế chắc là mình sẽ phải cắm nó ở đây. Đấy. Đấy, cắm thế là nó không dẫy đâu được, là nó tự phơi nắng 3 hôm là nó chết. Nãy giờ gỡ mệt lắm anh ạ. Cái trò gỡ lưới này tức bực lắm. Nó cứ kiểu dính là nó ấy vào nhau ấy. Mà còn cười gì? Từ nãy giờ gỡ được tí. Hả? Từ nãy giờ gỡ được tí. Gỡ cái lưới này khó chịu lắm, tại vì nó cứ dính vào nhau, nó cứ nối vào nhau. Đấy, con này, con sộp này. Con sộp này vào phá hết cả lưới của mình này. Bực thế nhỉ? Ok. Em cười gì ấy? Không. Quay gỡ gì rồi, nó lại cứ cười. Cười đi, quay đi ô. Đây, mình sẽ gỡ con lau cái lao kiếng này. Đấy. Cái con này là phá hỏng hết lưới của mình này. Nó chết chưa? À không, con này chưa thấy, hình như chưa chết. Nó giả vờ đấy. Cái con này mình thấy những cái video mà người ta chia sẻ là nó phơi khô nhá. Phơi khô và xong đổ nước vào mồm phát là nó lại ngớp luôn, nó lại sống lại luôn. Thế á? Ừ, nó kiểu dạng như là nó thích ứng lại. Thích ứng với cả thời tiết này, nó khô là nó kiểu nó khô như kiểu một con cá khô chết. Thế mà khi đổ nước vào nó lại sống, xong là vứt xuống nước nó lại bơi. Theo nào mình sẽ thử làm một thí nghiệm với con cá này nhỉ? Kiểu nó khô vỏ ngoài ấy. Ừ, khô vỏ ngoài nhưng mà cái lão nó chưa khô ấy. Công nhận con này kinh khủng thật. Ok, anh em ơi, để hôm nào mình sẽ thử làm thí nghiệm với những con này nhá. Nhưng tạm thời mình cứ để đây đã. Ok anh em ơi, gỡ xong nó bắn này. Sợ chưa? Đấy là đây mình được 4 con cua, 5 đôi, 4, 6, 6 con cua rất là to. Toàn cua càng, yeah. Em coi cho bạn xem này. Rồi mấy con cá này mình sẽ kho cho chó nhá. Còn cái con cá này cho chó này, còn vẫn sống này. Đấy, còn cái con dọn bẻ này mình sẽ vứt đi nhá, mình sẽ cho nó chết. Còn đây là cua mình sẽ mang về nấu canh, em nhìn thấy chưa? Đó, đặt lưới qua đêm, công nhận được. Thế thì hẹn em video lần sau mình sẽ lại nghĩ ra những cái bẫy cua mình mang ra đi bẫy để cho anh em xem nhá. Ok, hẹn em video lần sau.